Mạch máu ngoại biên thì khi ta nói đến hệ mạch máu trong cơ thể thì gồm có động mạch vành, động mạch chủ và tất cả các mạch máu còn lại được coi là mạch máu ngoại biên, bao gồm động mạch cảnh, động mạch thận, động mạch chi trên, động mạch chi dưới. Và các bạn nhìn cái hình này của khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2007 thì thấy rằng là các bệnh nhân mà đã có một tổn thương mạch máu rồi thì thường tổn thương nhiều vị trí khác. Ví dụ như là bệnh nhân mà có hẹp động mạch cảnh trên 70% thì tỷ lệ hẹp động mạch vành là từ 39 đến 61%, tỷ lệ bệnh động mạch chi dưới biểu hiện bằng IB dưới 0.9 là 18 đến 22%. Tức là rõ ràng việc chúng ta gặp giống như một ca sáng nay vào C6 đấy, là không chỉ tổn thương một mạch mà tổn thương rất nhiều vị trí. Đầu tiên thì đó là bệnh lý động mạch cảnh. Thì hẹp tắc động mạch cảnh vậy can thiệp như thế nào? Đầu tiên cho mình hiểu là cái giá trị của việc can thiệp hẹp tắc động mạch cảnh là gì. Đó là không phải về điều trị mà để mà dự phòng biến cố tai biến mạch não. Các nghiên cứu đã thấy rằng là cái tỷ lệ tai biến mạch não thì nó tăng lên theo mức độ hẹp của động mạch cảnh. Ví dụ như là nếu mà hẹp từ 50 đến 59% thì tỷ lệ tai biến mạch não trong một năm là khoảng 2%. Tức là nếu mà một người cứ bị như vậy và trong 5 năm thì tỷ lệ tai biến mạch não là sẽ là 10%. Ngược lại nếu mà nó tổn thương từ 90 đến 99% thì tỷ lệ tai biến mạch não lên đến khoảng tầm 5% một năm. Và là sao để tiên lượng của bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có nhiều nguy cơ bị tai biến mạch não hay không thì đây là những cái dấu hiệu theo Hiệp hội Tim mạch châu Âu. Đó là bệnh nhân đã có tiền sử tai biến mạch não rồi, có nhồi máu não thầm lặng cùng bên, mức độ hẹp tiến triển trên 20% trong một năm, có giảm dự trữ lưu lượng máu não, có mảng xơ vữa lớn đánh giá trên siêu âm Doppler mạch máu, hoặc là chụp MRI thấy có những lõi hoại tử dầu lipid và xuất huyết trong mảng xơ vữa. Đây là những cái dấu hiệu mà tăng cái nguy cơ bị tai biến mạch não của người bệnh. Không có một cái con số cụ thể nhưng rõ ràng chúng ta thấy là có hai cái thông số quan trọng nhất. Thứ nhất là mức độ hẹp của động mạch cảnh và thứ hai đó là những cái triệu chứng lâm sàng kèm theo. Vậy thì cái khuyến cáo năm 2017 của ESC về can thiệp bệnh lý động mạch ngoại biên thì đã thay đổi so với năm 2011. Đó là người ta nâng cái mức đặt stent với cả trường hợp hẹp động mạch cảnh lên là khi trước là chỉ là mức độ 2B về lên mức độ 2A rồi trong những trường hợp mà bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao. Vậy thế nào là những bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao? Đó là những bệnh nhân mà có hẹp động mạch cảnh sau phẫu thuật vùng cổ, hẹp đoạn cao hay hẹp đoạn gần đoạn trong sọ, tổn thương hẹp cả động mạch cảnh gốc và cảnh trong, tái hẹp sau phẫu thuật bóc tách nội mạc mạch cảnh đã mổ một lần rồi bị tái hẹp, có những bệnh lý nội quan nội nghề kèm theo COPD, bệnh mạch vành chẳng hạn, tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc đa chấn ngực không ổn định, suy tim mức độ 3-4, F3-4 hoặc là tắc hoàn toàn động mạch cảnh bên đối diện. Tại sao lại như vậy? Thì bởi vì là khi mà trao đổi với các phẫu thuật viên mạch máu thì chúng ta thấy là gì? Có một số cái nguy cơ khi mà tiến hành là phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh. Đó là ví dụ như có thể gây khi đấy người ta phải kẹp kẹp cái clamp lại, có lại hai lại phẫu thuật, một là lại có shunt, tức là mình có một cái đường shunt qua thì lúc đấy là tăng cái cơ bắn bắn cái mảng xơ vữa đi lên não, và thay nếu mà mình kẹp lại thì có nguy cơ thiếu máu não. Đây là cái khuyến cáo về điều trị bệnh động mạch cảnh đoạn ngoài sọ thì tôi nghĩ là các bạn đều đã biết rất là rõ rồi. Nếu như bệnh nhân không có triệu chứng của tai biến mạch não thì mức độ hẹp dưới 60% thì điều trị nội khoa, còn nếu mức độ hẹp từ 60 đến 99% thì chúng ta sẽ lựa chọn một là phẫu thuật bóc tách nội mạc mạch cảnh và hai là can thiệp nội mạch. Ngược lại nếu mà bệnh nhân mà có triệu chứng của tai biến mạch não kèm theo thì chúng ta khảo sát trên bằng siêu âm Doppler, bằng chụp CT hoặc là chụp MRI, nếu mà nó có tắc hoàn toàn rồi thì chúng ta cũng điều trị nội khoa thôi chứ không có chỉ định tái thông nữa. Vâng, đúng không ạ? Còn nếu mà hẹp dưới 50% thì có lẽ là chúng ta cũng điều trị nội khoa, còn hẹp từ 50% trở lên thì chúng ta có lựa chọn là tái thông bằng phẫu thuật bóc tách nội mạc hoặc là đặt stent động mạch cảnh. Cái câu hỏi lớn nhất đối với các nhà lâm sàng hiện nay không phải là khi nào mà tái thông, mà là tái thông bằng cách nào, bằng can thiệp động mạch cảnh, đặt stent hay là CAS hay là phẫu thuật bóc tách nội mạc. Thì các nghiên cứu mới nhất là thử nghiệm CREST không cho thấy sự khác biệt giữa hai phương pháp. Đây là cái quy trình can thiệp động mạch cảnh thì như nào. Bởi vì cái khóa này là về tim mạch can thiệp nên tôi đi rất là sâu quy trình để các bạn biết được là khi bệnh nhân được vào phòng can thiệp để đặt stent mạch cảnh thì điều gì đã xảy ra và sau khi bệnh nhân làm nó phải theo dõi cái gì.
đường vào chúng ta bao giờ qua là ưu tiên đường động mạch đùi, đôi khi sau một số trường hợp dùng qua đường động mạch quay. Và bước đầu tiên được khuyến cáo là cho chụp không chọn lọc quay động mạch chủ và chụp chọn lọc động mạch cảnh. Các loại ống thông dùng như các bạn thấy là có rất là nhiều ống thông như Justin Wright, ống công JR, cái này bác sĩ Đạt cái này đã dạy các bạn rồi, thông ống thông Simon, Amplas, Vitech, Borenstein, đấy những cái ống thông mà dùng để mà lái cái động mạch cảnh. Một điều rất là quan trọng là các trường hợp về mặt giải phẫu động mạch cảnh nó rất là đa dạng. Bình thường thì nó là cái hình bên trái này là 60-70% là động mạch cảnh xuất phát như vậy thì khá là lái và khá là dễ. Nhưng mà có những cái loại gọi là kiểu xương bò, tức là cái động mạch cảnh nó hai cái động mạch thân động mạch cảnh ra đầu bên phải và động mạch cảnh gốc nó rất là sát nhau. Đấy các bạn nhìn thấy bình thường là nó có một cái khoảng, chúng ta có ba nhánh hoặc quay động mạch chủ đúng không ạ? Đầu tiên là bên phải nhất là thân động mạch cảnh trên đầu, sau đó là động mạch cảnh gốc bên trái và cuối cùng là động mạch dưới đòn bên trái. Thì cái kiểu sừng bò tức là cái động mạch cảnh gốc bên trái nó xuất phát rất là sát hoặc là nó nằm ngay trên thân động mạch cảnh ra đầu, và như vậy thì lái vào nó không hề đơn giản. Và đây là một trong các lý do thôi là hiện tại nếu mà trước khi gửi bệnh nhân đi can thiệp mạch cảnh thì với chúng tôi thì kinh nghiệm của tôi thấy là siêu âm đốt le mạch không đủ mà cần phải chụp MSCT hệ thống động mạch cảnh sống nền. Cái kỹ thuật lái vào thì nó cũng không có gì cả, nếu mà cho có được định hướng và cho đã chụp cái quay động mạch chủ rồi thì đưa dụng cụ vào thôi. Cái điểm rất là đặc biệt đối với can thiệp động mạch cảnh khác tất cả các loại khác đó là cái mạch đoạn xa là cái quan trọng hơn mạch đoạn gần. Tại sao lại như vậy? Ví dụ các bạn can thiệp bệnh nhân nhồi máu cơ tim mà có cục huyết khối nó trôi xuống tít đoạn xa không làm sao cả, ta bảo tồn đoạn gần, bảo tồn được các nhánh. Nhưng ngược lại với mà can thiệp động mạch cảnh mà cái cục máu đông nó trôi lên não thì như vậy là các bạn gây tai biến mạch não cho người bệnh. Vì vậy thì với cái thẻ mạch cảnh bắt buộc phải dùng một cái dụng cụ, người ta dụng cụ phi lọc bảo vệ huyết khối. Các bạn có biết là trong cái bệnh lý can thiệp nào là chúng ta cần phải dùng cái phi lọc lấy huyết khối không ạ? Em biết không? Na. Trong bệnh lý nào? Trong có cái can thiệp mạch máu nào, can thiệp mạch vành, can thiệp mạch thận, mạch tạng hay mạch bất cứ có một cái loại can thiệp nào mà chúng ta phải ưu tiên để dùng dụng cụ bảo vệ lấy huyết khối không? Đấy mạch cảnh thì đúng rồi, nhưng mà ngoài mạch cảnh ra cái gì ạ? Không phải tích mạch sâu trên dưới mà cái loại can thiệp thứ hai đó là mình cho hay phải dùng, đó là khi mà can thiệp cầu nối chủ vành. Thì khi mà cầu nối chủ vành họ dùng cái cầu saphenous thì những cái cầu nối nó rất là dễ bong những mảng xương vữa bắn về đoạn xa, và như vậy cũng phải dùng cái dụng cụ bảo vệ huyết khối. Đây là cái quy trình can thiệp mạch cảnh, các bạn có thể tắt đèn đi để cho nhìn thấy rõ. Quân ra tắt đèn đi, đúng không ạ? Đây, cái này để nói qua để các bạn biết là điều gì đã xảy ra thôi ạ, đúng không? Lái với cái sợi dây qua, đúng rồi, tắt hết đi cũng không sao cả. Đấy. Tôi nghĩ là cũng được chứ. Vâng, xem phim hình, đúng không ạ? Đấy, cái rất quan trọng là phải đặt một cái phim lọc, một cái lưới lọc, và cái lưới lọc này đặt càng gần càng tốt hay là càng xa càng tốt ạ? Càng gần tổn thương càng tốt hay là càng xa càng tốt? Tại sao lại như vậy? À, bởi vì cái đường kính của lưới lọc nó chỉ còn tầm đến 5-7mm thôi. Nếu bạn đặt đoạn gần tới cái động mạch cảnh gốc, cái lúc đấy kích cỡ lòng mạch nó khoảng tầm 8-10mm thì cái lưới lọc của các bạn sẽ không thể phủ kín được. Còn như đoạn xa nó đưa vào tận đoạn trong sọ thì chắc chắn là nó sẽ bao trùm hết được và sẽ đón lõng được tất cả những cái mảng xương vữa lên, và sau đó tiến hành đặt stent thôi. Đây là một cái bệnh nhân mà chơi tiến hành can thiệp mạch cảnh. Trong bài này sẽ dùng rất là nhiều hình ảnh để các bạn thấy là chụp hình ảnh đây là gì ạ? Cái góc chụp này ta thấy là gì? Hẹp rất là khít cái lỗ vào của động mạch cảnh trong. Vâng, rất là các bạn phải lưu ý rằng cái việc mà nó phân biệt cảnh trong với cảnh ngoài không phải dựa trên hình là cái nào ở bên trong thì là gọi là cảnh trong nữa, mà là xem cái vùng tưới máu của nó, vâng, động mạch cảnh ngoài cấp máu cho những cái nhánh vùng mạch. Đây là động mạch cảnh ngoài thì không bị hẹp tắc. Còn động mạch cảnh trong, 95% những trường hợp hẹp động mạch cảnh là hẹp tổn thương tại gốc động mạch cảnh trong. Vâng. Đấy, các bạn nhìn rõ cái vị trí như vậy. Đấy. Các bạn phải nhìn nhiều để khi mà các bạn đưa ra một ca báo cáo ra ban, các bạn biết đây là chỗ nào, là cái nhánh nào đó để giải phẫu, và đây là cái việc mà nó đưa cái dụng cụ lái lên từ động mạch cảnh gốc lên động mạch cảnh trong. Và đây các bạn nhìn thấy ở trên này,
nó đã tiến hành thả một cái lưới lọc ra, cũng hơi mờ một chút các bạn cũng nhìn đây, đây là cái vị trí cái lưới lọc, các bạn có nhìn thấy không, các bạn có nhìn thấy cái lưới lọc không ạ? Và cũng tương tự như tất cả các trường khác, đó là bước đầu tiên của can thiệp là chúng ta phải tiến hành nong cái mạch đấy ra. Thế thì với động mạch cảnh thì ví dụ như can thiệp nong động mạch cảnh nó có cái gì khác so với nong động mạch vành, bạn Sơn có biết không? À đúng rồi bạn, cảm ơn bạn rất đúng. Bao giờ khi mà chưa kích thích xoang cảnh này cường với vị, và khi biểu hiện lâm sàng cường với vị là gì, là bệnh nhân sẽ có tụt áp và nhịp tim chậm. Và vì vậy trong cái động tác này thì chúng ta phải rất là thận trọng bằng mấy điểm. Thứ nhất đó là nó không có một cái khuyến cáo cụ thể, nhưng mà tôi nói với các bạn đều kinh nghiệm thôi, đó là trước khi mà can thiệp mạch cảnh các bạn phải bỏ hết các thuốc giãn mạch có thể gây hại huyết áp đi. Bởi vì ví dụ các bạn có bệnh nhân huyết áp 140/90, các bạn dùng một viên ức chế men chuyển vào phòng can thiệp đã cho có thuốc giãn mạch vào, và sau đó khi mà nong mạch cảnh lên huyết áp có thể tụt xuống 90 thì đó là giảm cái lưu lượng tưới máu não, đúng không? Và trước khi các nong bóng ra thì cho nên tiêm atropine cho người bệnh, tiêm nong ra, đúng không? Và khi nong là có thể những cái mảng sơ vữa nó bắn lên thì cho lại có một cái lưới lọc ở phía trên này đó đúng rồi, đúng không? Và sau cho dùng stent để cho đặt kỹ thuật đặt stent liền, đây là cái loại stent tự nở. Cái này tôi không biết là thầy đã giảng các bạn về cái stent tự nở và stent nở bằng bóng chưa? Tất cả các mạch máu ngoại biên phần lớn dùng loại stent tự nở, từ khi mà kéo dụng cụ về thì nở cái stent này ra như vậy, hình dung được. Và đây là cái hình ảnh sau khi làm xong thì đã tái thông ra rồi nhưng mà còn hẹp ở giữa stent, và chúng ta tiến hành nong bóng lại. Cái này tương tự tất cả các trường hợp can thiệp mạch máu khác và tái thông được, kết quả tái thông rất là tốt. Như vậy đây là một cái ca can thiệp mạch cảnh điển hình để các bạn biết được các quy trình như thế nào. Cái quan trọng của nội trú bên cạnh việc nắm được là quy trình làm gì, chúng ta phải theo dõi sau thủ thuật, chúng ta theo dõi cái gì. Đây là những biến cố thường gặp sau can thiệp động mạch cảnh. Thứ nhất đó là với mạch não, và dù là chúng ta có đặt cái lưới lọc tốt đến mấy, dù ta can thiệp khéo léo đến mấy, cẩn thận đến mấy, vẫn có những cái nguy cơ với tỷ lệ khoảng tầm dưới 1% là những cái mảng sơ vữa nó bong ra và nó bay lên não. Và tai biến mạch não thường xuyên trong vòng 24 giờ sau thủ thuật. Bệnh xuất hiện hay gặp ở những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như là hẹp khít, hẹp lan tỏa. Và để kỹ thuật gọi là, nếu các bạn thấy bệnh nhân sau can thiệp mà có yếu liệt, phản xạ lâm sàng là gì ạ? Các bạn xử trí như một trường hợp tai biến mạch não trong bệnh viện, đúng không? Tức là chúng ta có thể khởi động kỹ can thiệp, hút cái khối cho đi chụp CT và chụp MRI mạch não, máu não, đánh giá cái MSCT mạch não để xem có cần phải can thiệp lấy huyết khối cấp hay không. Cái biến cố thứ hai đối với can thiệp mạch cảnh đó là cường phế vị. Và đúng không? Chúng ta hay kích thích xoang cảnh, kể cả chúng ta nong bóng sau đó một lúc rồi tụt áp và sẽ tụt áp dai dẳng không thể về bình thường được, thì xử trí cường phế vị thôi, cho atropine, bù dịch và cho các thuốc vận mạch. Một cái thứ ba cũng rất là hay gặp ở tỷ lệ khoảng đến 1%, tức là 100 ca có thể gặp một ca, đó là hội chứng tái tưới máu. Một cái mạch máu não nó quen với cái việc là tưới máu não ít rồi, bây giờ các bạn tái thông ra và máu nó ồ lên não có thể gây tình trạng phù não và tăng áp lực nội sọ, và bệnh nhân biểu hiện lâm sàng của những cái hội chứng tăng áp lực nội sọ, đau đầu. Xử trí cho chụp CT, cho dùng các biện pháp mà điều chỉnh áp lực nội sọ, kiểm soát huyết áp, giảm thức chống động kinh, và luôn nhớ rằng dù nào không dùng những cái thuốc giãn mạch bởi vì có thể nặng thêm tình trạng cường phế vị. Thứ hai là đến bệnh lý động mạch dưới đòn. Và với bệnh lý động mạch dưới đòn thì thông thường các bạn biết rằng là rất nhiều trường đã đặt cái stent graft động mạch chủ ngực, thì nó đã đặt qua cả động mạch dưới đòn thì nó cũng không làm sao cả. Vậy thì chỉ định tái thông động mạch dưới đòn khi nào? Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu năm 2017 thì khi bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, tức là có triệu chứng lâm sàng nào, tức là tay có thể tê bì tay, hoặc là có gọi là hội chứng hố trong, hội chứng hố sau. Thì hố sau là thế nào? Các bạn nhìn là tắc cái động mạch dưới đòn như này, động mạch dưới đòn có hai nhánh bên lớn nhất, đó là nhánh động mạch vú trong và nhánh động mạch sống nền. Khi mà tắc tại gốc động mạch dưới đòn thì cái động mạch sống nền bên trái, ví dụ tắc động mạch dưới đòn bên trái nhá, động mạch dưới sống nền bên trái sẽ phải lấy máu từ động mạch sống nền bên phải, lấy máu xuống, và như vậy là cái máu tưới bên não nó bị ảnh hưởng. Và đây người ta gọi là hội chứng ăn cắp máu động mạch dưới đòn. Cái này hoàn toàn có thể thấy được trên xương đốt lại mạch máu, đúng không ạ? Vì thế một bác sĩ xương đốt mạch máu
không chỉ đánh giá đơn thuần là bệnh nhân hẹp động mạch dưới đòn hay không, mà phải đánh giá là cái phổ của động mạch sống nền nó có bị đảo ngược hay không. Bình thường nó sẽ đi từ dưới lên trên, nhưng mà khi mà có hội chứng ăn cắp máu động mạch dưới đòn, nó sẽ đi từ trên xuống dưới. Xem xét can thiệp ở những bệnh nhân có triệu chứng, ở những bệnh nhân mà có phẫu thuật làm cầu nối chủ vành mà sử dụng động mạch vú trong cùng bên, đúng không ạ? Và ở những bệnh nhân mà chúng ta có một cái AVF ở cùng bên cái tay đấy và cần phải chạy lọc máu, thì khi mà động mạch dưới đòn bị hẹp thì sẽ giảm lượng máu về, thì cần phải can thiệp. Đây là cái can thiệp động mạch dưới đòn thì nó thật là khá là không phải phức tạp, đúng không ạ? Chúng ta chỉ móng bóng thêm và đặt stent một cách rất là thông thường thôi. Động mạch tạng thì có hai nhóm, đó là bệnh lý động mạch tạng cấp tính và bệnh lý động mạch tạng mãn tính. Khi mà tôi nói mạch tạng nghĩa là bao gồm động mạch thân tạng, động mạch mạc treo tràng trên và động mạch mạc treo tràng dưới. Thế các bạn nhớ rằng với động bệnh lý mạch tạng cấp tính, ví dụ một trường ngoại tử ruột do tắc huyết khối gây tắc hoặc là động mạch mạc treo tràng trên, thì cái khuyến cáo họ là không nên cho làm siêu âm Doppler mạch máu, tại vì nó sẽ chậm trễ việc chẩn đoán và điều trị, mà nên chụp cắt lớp vi tính khẩn cấp và xem xét nên là hút huyết khối hoặc là phẫu thuật để mà cắt lọc cái đoạn ruột. Ngược lại với động lý mạch tạng mãn tính thì biểu hiện lâm sàng sẽ là giống như những cái trường hợp mà tắc mạch mãn tính khác, ví dụ như là bệnh nhân có tắc mạch vành mãn tính thì sẽ là gây triệu chứng đau ngực khi gắng sức, bệnh nhân có tắc động mạch chi dưới mãn tính thì sẽ là dấu hiệu đau kích hồi, thì bệnh lý mạch tạng mãn tính hẹp tắc những cái mạch môi ruột, triệu chứng lâm sàng điển hình sẽ là đau bụng nhiều và hay xuất hiện sau bữa ăn, để khi sau bữa ăn thì quai ruột nó hoạt động nhiều và như vậy là sẽ xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Đây là cái trường hợp đẹp mạch thân tạng thì kỹ thuật nó cũng không có gì cả. Các bạn nhìn hình như thế này, cái hình này nó khác. Nếu mà các bạn trước khi vào vòng can thiệp, các bạn phải biết về mặt giải phẫu cái mạch tạng, tức là mạch mạc treo tràng trên, mạch treo tràng dưới, mạch thân tạng nó khác gì động mạch thận hay là những cái động mạch khác. Nó khác một điểm, đó là bao giờ chúng ta có hai động mạch thận, có hai động mạch chậu hai bên, hai động mạch thận hai bên, thì những cái mạch này chỉ có một động mạch thân tạng thôi, chỉ có một động mạch mà treo tràng trên, một động mạch mà treo tràng dưới. Và hướng xuất phát nếu như là với những cái mạch mà nó hai mạch sai bên thì cho chụp tí thẳng nó thấy nó đi hai bên, động mạch thận đi sang hai bên. Nhưng mà những cái động mạch thân tạng hay mạch treo tràng trên, mạch treo tràng dưới nó không đi sang bên mà đi thẳng từ đằng trước này ra, đúng không ạ? Và nghiêng bóng ở góc 90 độ để bộc lộ cái động mạch ra. Và như trên hình này các bạn nhìn giống mũi tên đấy ạ. Đó là một cái hẹp. Tại sao đây là biết là đây là động mạch thân tạng ạ? Cái gì đúng không? Đây là nó nhánh đầu tiên của động mạch chủ bụng, nó bắt đầu động mạch thân tạng. Phía dưới đấy sẽ là động mạch mà treo trên. Sau mà treo trên là đến gì ạ? Đến động mạch thận, và cuối cùng là mà treo tràng dưới. Bệnh lý động mạch thận, cái này có lẽ các bạn đều nắm được rất là tốt rồi, là chúng ta có hai cái nhóm bệnh lý chính gây hẹp động mạch thận. Thứ nhất là hẹp động mạch thận do xơ vữa, đặc điểm là thường 90-95% là tổn thương tại lỗ vào động mạch thận. Thứ hai là hay xuất hiện bệnh nhân cao tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ xơ vữa mạch máu như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch máu ngoại biên, bệnh mạch vành, bệnh mạch cảnh. Và cái bệnh lý thứ hai đó là không phải là do xơ vữa mạch máu, do loạn sản xơ cơ, nó do những cái bất thường về gen và bất thường về mô học của lớp tế bào nội mô, và nó gây những co thắt dạng như dạng tràng hạt như thế này, hay gặp ở những bệnh nhân trẻ tuổi ít yếu tố nguy cơ bệnh mạch máu. Cái này thì nói chung thường quy và trên siêu âm Doppler mạch đôi khi là các bác sĩ siêu âm cũng có thể đánh giá được, và nếu mà họ có nghi ngờ thì sẽ gửi đi chụp MSCT mạch thận. Chúng ta nghĩ đến hẹp động mạch thận ở những bệnh nhân nào? Ở những bệnh nhân có tăng huyết áp khởi phát từ dưới trẻ dưới 30 tuổi, đúng không? Tăng huyết áp có tiến thở ở bụng, tiến triển nhanh và dai dẳng, huyết áp không được kiểm soát, tăng huyết áp kháng trị, có cơn tăng huyết áp kịch phát, tăng u đối máu hoặc xấu đi sau khi dùng các bạn dùng các thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin, có phù phổi cấp. Đây là những cái bệnh cảnh lâm sàng mà cần phải nghĩ đến là liệu bệnh nhân này có hẹp tắc động mạch thận hay không. Cái khuyến cáo thì về mặt chẩn đoán thì siêu âm Doppler nên là chẩn đoán đầu tiên, và những cái xạ hình thận đo nồng độ renin huyết tương hiện tại là cái có nhóm 3, ta không được chỉ định nữa. Về can thiệp mạch thận thì cái này nói rất rõ rồi và không phải nhắc lại nhiều, đó là tái thông một cách thường quy là đè hết tất cả bệnh nhân cứ hẹp mạch thận ra, thì không được khuyến cáo bệnh nhân hẹp được mạch thận do xơ vữa. Nhớ là do xơ vữa. Nếu mà bệnh nhân mà có tăng huyết áp hoặc là có suy thận liên quan đến loạn sản xơ cơ mạch thận,
thì nó gọi xem xét tái thông hoặc nong bóng hoặc đặt stent đấy, hoặc là những bệnh nhân có phù phổi hoặc suy tim ứ huyết tái phát thì có thể cân nhắc đấy, mức độ nó chỉ là 2B thôi. Cái nhóm thứ ba đó sẽ là bệnh lý động mạch chi dưới, thì chúng ta phải biết rằng bệnh lý động mạch chi dưới có hai bệnh cảnh lâm sàng chủ yếu, đó là đau cái hồi khi nhân đau khi mà đi lại, và có những thiếu máu chi trầm trọng từ giai đoạn ngồi nghỉ cũng đau rồi, hoặc là có loét có hoại tử. Cái điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn mà cái này đã từng gặp ở viện mình rồi, đó là không phải bệnh lý động mạch ngoại biên nào cũng là do xơ vữa, và phải rất là thận trọng, bởi vì nếu là do xơ vữa các bạn tiến hành can thiệp nong bóng đặt stent nó rất hiệu quả. Nhưng có một số bệnh lý không phải do xơ vữa thận trọng, ví dụ bệnh lý Takayasu. Tại sao như vậy? Mặc dù vẫn đôi khi trong một số trường hợp vẫn có chỉ định tái thông mạch máu qua can thiệp nội mạch đối với bệnh Takayasu, nhưng mà tổn thương chính của bệnh Takayasu là tổn thương tự miễn, tổn thương do viêm, và như thế cái việc quan trọng là các bạn phải điều trị cái bi lăng viêm nó thật ổn. Vì các bạn điều trị viêm nó không ổn thì các bạn đặt stent bao nhiêu vào đấy, viêm tăng sinh nó tái hẹp ngay lập tức, đúng không ạ? Thứ hai là bệnh lý bẫy bách khoang. Cái này bạn nào mà đi C6 thì thỉnh thoảng gặp, xác suất khoảng tầm 1 ca trong khoảng 2-3 tháng. Đó là gặp những hay gặp ở nam giới này, khỏe mạnh này, hệ thống cơ bắp rất là phát triển, đúng không ạ? Và động mạch khoeo bị chèn ép do những cái giải xơ bất thường, nó chạy qua cái khoeo nó gây đè ép lại, đúng không ạ? Và chẩn đoán xác định là khi các bạn thấy một cái người nam giới trẻ tuổi và lại có tắc động mạch khoeo, các mạch máu khác thì khá là ổn định, và chẩn đoán bằng là chụp MRI mạch máu và các bạn điều trị, đó là phẫu thuật làm cầu nối, chứ còn những cái can thiệp trong nhà này nó không có hiệu quả. Thứ ba là cái Berger, do những cái viêm mao mạch mạch máu nhỏ tít ở đầu đoạn xa, và những trường hợp này tái tái hóa rất là khó khăn, hay gặp nhân hút thuốc lá rất là nhiều. Biện pháp điều trị cơ bản đó là chỉ là bỏ thuốc lá. Người tham dò chẩn đoán hình ảnh tôi không đi sâu vào nữa, siêu âm Doppler, chụp MSCT mạch máu hoặc là chụp MRI mạch máu, đôi khi thì chụp DSA. Cái mà quan trọng khi mà các bạn lựa chọn chiến lược điều trị tái tuyến máu cho bệnh nhân bệnh mạch máu ngoại biên, đó là các bạn phải nắm được cái phân loại TAS 2. Tôi cũng không thuộc cái phân loại này đâu, trường nào tra giáo gì tôi không thuộc được, nhưng các bạn phải biết trên đời nó có cái loại này, đúng không? Và cho biết là tra cứu nó ở đâu. Nôm na nó là gì? Nó phân loại TAS 2 phân loại từ A, B, C, D. Nếu cái A là tổn thương nhẹ nhất, đơn giản nhất, B phức tạp hơn một chút, C là nặng nề, D là rất là nặng. Đấy, ví dụ như CTO là D chẳng hạn. Các bạn học bài thầy Minh với thầy Đạt dạy có thấy nói lên phân loại của ACC về đánh giá tổn thương mạch vành không? Ví dụ như mức độ A thì là tổn thương hẹp dưới 10mm là tổn thương khư trú này rồi, là đúng không? Đấy, mức độ C là ở CTO, mức độ B là bifurcation có cái khối, thì thật ra TAS 2 nó cũng như vậy thôi. Chúng ta có TAS 2 cho tầng chủ trọng, cho tầng đùi khoeo và cho tầng dưới gối. Đấy, các bạn nắm được trên đời nó có các loại phân loại này, và khi một bệnh nhân mà vào viện mà đã được khảo sát về mặt CT hay là chụp DSA rồi thì bạn nên đánh giá cái TAS 2 này xem nó là mức độ như thế nào. Điều trị bệnh động mạch chi dưới thì đây không phải bài bệnh học, tôi chỉ đi rất qua rất là nhanh thôi. Điều trị nội khoa thì các nghiên cứu cho thấy so với nhóm chứng thì các thuốc được chứng minh có hiệu quả đó là aspirin, clopidogrel, thuốc chống men chuyển và statin. Đó, rất nhiều bạn nội chú đi theo tôi là rất hay cho amlodipine cho bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên. Các nghiên cứu cho thấy đó là những cái thuốc này mới là thuốc cải thiện tiên lượng bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới. Lựa chọn tái tế máu cho luôn nhớ rằng cho có những cái lựa chọn phẫu thuật, đó là cho có thể làm cầu nối động mạch chủ, động mạch đùi, cầu nối nách đùi và cầu nối đùi đùi từ bên đùi này sang đùi kia. Tuy nhiên là với phẫu thuật thì có cái tỷ lệ tử vong, nhồi máu cơ tim, chảy máu, tắc cầu nối, nhiễm khuẩn và tỷ lệ tái phẫu thuật khoảng 20%, thì chúng ta có những cái nguy cơ. So với phẫu thuật thì tất nhiên can thiệp nội mạch thì nó nhẹ nhàng hơn, giảm đáng nằm viện, tránh biến chứng gây mê toàn thân, tránh sẹo mổ, có thể can thiệp nhiều lần nếu cần thiết, và nếu mà sau can thiệp lỡ có vấn đề gì thì vẫn có thể phẫu thuật nếu có chỉ định. Đây là một cái nghiên cứu rất là quan trọng, nghiên cứu Brazil, so sánh phẫu thuật làm cầu nối với nong bóng này nhé. Nghiên cứu này tiến hành từ năm 2010, hồi đấy họ chưa đặt stent cái thường quy ở bệnh nhân có thiếu máu chi nặng. Thế thì so sánh với các thể nội mạch, phẫu thuật làm cầu nối có tỷ lệ cắt của chi tương tự, tức là tỷ lệ bảo tồn chi không có gì khác nhau cả. Tỷ lệ thất bại thấp hơn 3% thôi, còn các thể nội mạch tỷ lệ thất bại là 2%. Đúng rồi, mổ ra thì chỉ có thành công thôi, rất là sao mà thất bại được, đúng không? Còn can thiệp nếu mà vẫn có khả năng không lái được qua tổn thương thì ạ. Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ thất bại thấp hơn, nhưng mà tỷ lệ biến cố trong 30 ngày lại cao hơn. Biến cố còn có chảy máu rồi là nhiễm khuẩn này nọ thì là cao hơn.
và có tỷ lệ tái can thiệp trong 12 tháng thì thấp hơn, nó cái cầu nối tương đối ổn định hơn so với can thiệp nội mạch. Chung chung điều trị tổn thương mạch máu ngoại biên thì người ta theo các khuyến cáo là với tổn thương mức độ AB thì ưu tiên là can thiệp nội mạch, CD ưu tiên là phẫu thuật. Tuy nhiên đây là cái nghiên cứu do chúng tôi tiến hành cách đây 4 năm rồi và bây giờ tôi nghĩ nó cũng không có thay đổi đâu, chỉ có thay đổi về số lượng thôi. Đây là chúng tôi nghiên cứu về toàn bộ những cái bệnh nhân can thiệp nội mạch bệnh và ngoại biên ở Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam. Thì cái màu tím là TAS A, màu xanh da trời là TAS B, xanh lá cây là TAS C, màu cam là TAS D. Thì kết quả thấy các bạn thấy gì? Phần lớn các bệnh nhân là TAS gì ạ? Là TAS C và TAS D, tức là rất là muộn. Mặc dù chúng ta vẫn nói rằng là TAS CD nên đi mổ, nhưng thật sự là các bệnh nhân vào viện ta là phần lớn 99% là TAS CD thôi. TAS AB rất là ít và cái tỷ lệ can thiệp TAS CD chúng tôi nhiều hơn TAS AB rất là nhiều. Các kỹ thuật can thiệp nội mạch thì nói chung nó cũng như các mạch máu khác thôi, đó là nong bóng, hút huyết khối, khoan vá màng sơ vữa, đặt stent có màng bọc, đặt stent phủ thuốc. Với động mạch ngoại biên nó khác, rất khác với động mạch vành. Động mạch vành đó là các bạn chỉ có hai đường vào mạch máu, mà cái này tôi chắc chắn là thầy Minh đã dạy rồi, đó là động mạch quay và động mạch đùi. Thì với việc mạch máu ngoại biên thì đường vào mạch máu chiếm 30% tỷ lệ thành công của cái thủ thuật đấy. Đó. Cái điều này nó rất quan trọng để các bạn biết rằng khi bệnh nhân sau khi tập mạch máu ngoại biên về thì bệnh nhân được dùng đường vào mạch máu nào. Nó có thể chọc được mạch đùi ngược dòng, đúng không? Chọc được mạch đùi bên đối diện, chọc mạch đùi xuôi dòng, chọc ngược xuống này, đi từ đường động mạch cánh tay, động mạch quay, động mạch đùi nông, động mạch khoeo ngược dòng. Đây là rất là nhiều cái đường vào. Với động mạch chậu thì ưu điểm của can thiệp mạch chậu đó là do cái động mạch chậu kích cỡ lớn nên là cái tỷ lệ tẹp rất là thấp, nhưng mà nhược điểm đó là thường kèm động mạch chủ kèm theo, và hiện tại chúng tôi vẫn chưa có những cái dụng cụ đủ tốt để vấn đề can thiệp qua đường nội mạch đối với tổn thương động mạch chủ, tức là những cái stent graft thì nó rất là ngắn, nó không phải cái stent graft điều trị phình động mạch chủ đâu. Tuy nhiên với động mạch chậu rất nhớ là nếu mà có biến chứng như vỡ mạch máu thì rất là trầm trọng và cái xác suất tử vong của người bệnh rất là cao. Đây là cái so sánh phẫu thuật động mạch chậu bắc cầu nối với can thiệp động mạch chậu qua đường ống thông. Đây là khuyến cáo của ESC năm 2017, thì đó là với tổn thương động mạch tầng chủ chậu thì đặt stent ngay từ đầu nên là xem xét mức độ khuyến cáo 2A. Phẫu thuật mở nên là xem xét là bệnh nhân tắc động mạch chậu chủ mà nó lan lên động mạch thận, được có tắc động mạch chủ ảnh hưởng động mạch chủ, đúng không ạ? Trong trường hợp tổn thương kéo dài từ động mạch chậu đến động mạch đùi thì người ta khuyến cáo nên đặt stent động mạch chậu và phẫu thuật bóc tách động mạch đùi hoặc làm cầu nối, tức là làm gọi là hybrid, một cái biện pháp như vậy. Cầu nối ngoài giải phẫu chỉ được chỉ định cho những bệnh nhân không còn sự thay thế nào khác. Thế nào gọi là ngoài giải phẫu? Ngoài giải phẫu thì sẽ làm cầu nối nách đùi nó chạy, nó chẳng theo cái đường giải phẫu, hoặc là cầu nối đùi đùi. Thế trường hợp này chỉ nên đặt ra khi mà chưa can thiệp nội mạch thất bại thôi, vì cầu nối ngoài giải phẫu cái tỷ lệ tắc lại của nó rất là cao. Về kỹ thuật can thiệp thì đường vào hay là đi cùng bên, ta ví dụ nếu cho hẹp động mạch chậu bên phải có thể đi từ đường động mạch chậu bên đùi bên phải, nhưng khó khăn là gì ạ? Khó khăn là bắc cái mạch đấy nó rất là khó, đúng không ạ? Tại vì đưa lên nó có thể khi nó mất mạch chậu không thể lái lên được, đúng không ạ? Và đôi, nhưng mà ưu điểm là gì? Nếu mà lái qua được thì nó rất là nhanh, nó không phải đi vòng qua này, nó chỉ đi ngay lên tiếp cận tổn thương rất là dễ, đúng không ạ? Thuốc sử dụng thì vẫn nhớ là cho những cái thuốc kháng thể kép hay là và cho heparin. Đây, để các bước can thiệp, bước tiên cho chụp động mạch chủ bụng, đúng không ạ? Các kỹ thuật can thiệp thì thôi thì nó kinh điển rồi, đầu tiên bao giờ cũng lán cái IY qua tổn thương, nóng bóng, đặt stent. Đấy. Cái hình này so sánh cái tỷ lệ thông động mạch chậu sau can thiệp thì cho tôi thấy là gì? Là tổn thương mà càng phức tạp thì tỷ lệ mà cái mạch chậu nó không còn thông nó càng giảm đi, đúng không ạ? Ví dụ như TAS A tỷ lệ thông mạch chậu là 89%, TAS B là 86, TAS C là 86, TAS D là chỉ có 85 thôi. Tuy nhiên 85% thì tôi nghĩ cũng rất là tốt rồi. Nếu mà theo dõi trong vòng 1 năm mà được thông đến 85% thì cũng khá là khả quan. Ví dụ đây những trường hợp mà các bạn nhìn thấy là tắc hoàn toàn cái động mạch chậu TAS D, đúng không? Tổn thương ở hai bên, đặt stent rất là tốt. Đây là cái hình ảnh mà tắc hoàn toàn gốc động mạch chậu trung bên trái, các bạn nhìn. Nhìn được chưa? Đấy. Hình này nó hoàn toàn không thấy máu gì cả, và với trong những trường hợp này thì hoàn toàn không có nhìn thấy một cái dấu hiệu gì cả. Tại sao tôi luôn yêu cầu cái trường mà tắc động mạch chậu là phải chụp MSCT này? Như vậy khi chụp MSCT chúng ta sẽ định hướng trong cái chiến lược chúng ta làm can thiệp nó như thế nào.
Và như vậy thì chúng ta phải lái được cái gai quai từ đường ngược dòng, từ đường đùi lên trên và đẩy lên cái gai quai lên, các bạn nhìn thấy gai quai đi lên. Nói đây các bạn phải hiểu, khi mà gai quai mà đi lên ngược dòng này rất là nguy hiểm, là ta không khẳng định rằng nó có vào trong lòng thật của động mạch chủ hay không, bởi vì nếu hoàn toàn đi ra lớp dưới nội mạc. Và cái biện pháp để khẳng định là này thì giống như những kỹ thuật mà thầy Hiếu đã dạy các bạn về tạc bít thông linh thất, cho dùng cái snare cho bắt được cái đấy, khi chúng ta tóm được cái gai quai rồi chắc chắn là gai quai này nó ở trong lòng thật rồi, và kéo xuống cái đùi bên đối diện và cho tái thông cái mạch máu ra. Đấy, tái thông, và kết quả không tái thông các bạn thấy là nó thông ra rất là tốt. Và như vậy các bạn thấy là gì, so với cả can thiệp cách tiếp cận mà xuôi dòng tới đi từ cái bên đối diện sang, thì cái đi ngược dòng này nó mặc dù nó có nhược điểm, nó đôi khi không thể bắt mạch để đi ngược dòng, nhưng ưu điểm của nó là rất là dễ tiếp cận tổn thương. Và những hình ảnh mô bệnh học ở đây cho thấy là gì, cái đầu xa nó hay cong kiểu lõm như này thì lái qua tổn thương nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đây là cái ca lâm sàng mà tôi trình bày cho các bạn. Thôi nó cũng không có gì quá gọi là hoành tráng cả. Thì các bạn biết rồi nhỉ. Tóm lại tại sao ta hay chụp CT, vì khi chụp CT cho nó định hướng, cho này tắc hoàn toàn từ lỗ vào động mạch chậu và hẹp luôn cả, tắc luôn cả động mạch đùi thì không thể chồng được dòng được. Trong nhà này đã lựa chọn cái đường đi là từ động mạch chủ bụng đi xuống và lái cái sợi dây dẫn đi qua, đúng không ạ? Và tái thông được cái động mạch chậu đùi qua rồi, và kết quả sau can thiệp thì khá là ổn và đã tái thông được cái động mạch chậu ra. Đó, và tái thông được cả cái động mạch đùi nữa, vậy các bạn như các bạn nhìn thấy. Tỷ lệ tái thông động mạch chậu sau can thiệp thì một cái rất quan trọng đó là với động mạch chậu thì người ta hay đặt ra cái gọi là có nên dùng cái stent có màng mọc hay không. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các nghiên cứu đã cho thấy đây là cái stent có màng mọc là cái CS, the cover stent, còn stent thường là cái BMS, thì tỷ lệ tái thông sau 36 tháng đó là ở sau 3 năm thì các bạn thấy là với cái CS, the cái màu đỏ, the stent có màng mọc thì tái thông là đến 87-88%, còn nếu mà chỉ riêng cái gọi là stent thường thì chỉ được có 66-68% mà thôi. Với động mạch đùi nông thì chúng ta lưu ý có một số cái điểm rất là quan trọng của mình đùi nông. Thứ nhất, đây là động mạch dài nhất trong cơ thể. Thứ hai, nó gần như không có nhánh bên. Gần như không có nhánh bên nghĩa là thế nào? Nghĩa là các bạn can thiệp mà bị tắc lại cái động mạch đùi nông đấy thì có thể gây sập và thiếu máu chi cấp tính, đúng không? Và đây động mạch đùi nông, động mạch cơ bản cấp máu nuôi cho chi dưới. Với can thiệp động mạch tầng đùi khoeo thì tỷ lệ thành công rất cao. Tỷ lệ tái lưu thông máu được 40-80% trong hai. À, có thể chỉ cần mong bóng đơn thuần thì không cần đặt stent, còn động mạch chậu bắt buộc cần có chị đặt stent. Tỷ lệ tử vong nói chung là nó an toàn, nó thấp hơn, đúng không ạ? Và chỉ định can thiệp nội mạch đối với tổn thương tầng đùi khoeo ngày càng mở rộng. Nếu như năm 2000 chỉ có chỉ định can thiệp với tổn thương dưới 5 cm, từ dưới 50 mm, thì năm 2007 đó là dưới 15 cm, 2011 là dưới 20 cm, và 2017 là dưới 25 cm. Thực ra hiện nay là chúng tôi vẫn có rất nhiều trường là trên 30 cm vẫn làm, và này đang là chuẩn bị đề tài chứ còn bác sĩ chuyên khoa 2 đó, chứ cứ theo dõi là xem bệnh nhân mà đặt stent động mạch đùi nông mà trên 25 cm thì tỷ lệ tái hẹp như thế nào. Lựa chọn can thiệp thì nó cũng có những cái nong bóng ở đặt stent có màng bọc hay là có stent graft. Khuyến cáo 2017 thì của ESC thì vẫn là gì, là can thiệp nội mạch thì đầu nên được khuyến cáo những tổn thương ngắn dưới 25 cm và đặt stent, có lẽ đặt stent, và nếu mà so với đặt stent thì bóng của thuốc chỉ là mức độ 2B thôi, đúng không ạ? Có lẽ cân nhắc đặt stent của thuốc cho trường tổn thương ngắn dưới 25 cm. Nếu như với mà động mạch vành thì các bạn chỉ có một hệ thống, đó là hệ thống Y0.014, thì với động mạch ngoại biên, can thiệp động mạch ngoại biên đặc biệt động mạch đùi, các bạn có rất nhiều lựa chọn là cỡ Y0.014, cỡ Y0.018, cỡ Y0.035, rất là nhiều loại, và tôi sẽ không đi quá sâu, tôi chỉ nói các bạn để các bạn biết là có những dụng cụ như vậy thôi. Kỹ thuật can thiệp với động mạch đùi thì có hai kỹ thuật cơ bản. Thì thứ nhất là tái thông trong lòng mạch, kỹ thuật hai đó là tái thông dưới nội mạc. Nghe đấy chứ phải biết thế nào là tái thông trong lòng mạch. Tái thông trong lòng mạch là lòng mạch có 3 lớp áo, thì ta không đi ra ngoài một lớp áo nào cả, thì gọi là tái thông trong lòng mạch, đúng không ạ? Ưu điểm của nó không gây bóc tách động mạch kéo dài và hạn chế đặt stent tràn lan, không làm mất cả nhánh bên. Các bạn thấy là một cái đoạn tắt như thế kiểu là hoàn toàn đi trong lòng mạch giống như sao làm can thiệp mạch vành thôi, đúng không ạ?
đây là cái kỹ thuật tái trong động mạch, cho gai oai nó hoàn toàn không đi ra ngoài và nó khoan qua cái tổn thương khoan thôi, và nó cứ đi qua những cái gọi là micro channel, tức là những cái kênh vi, kênh dẫn rất là nhỏ, đi qua cố đi qua thế này. Đấy, đấy, kỹ thuật tái trong động mạch như vậy. Ưu điểm: luôn đi trong lòng mạch máu, sử dụng các kỹ thuật lái gai oai cơ bản của cơ thể mạch vành, bảo vệ được nhánh bên tuần hoàn mạch hệ, để ngỏ nhiều lựa chọn tái tim máu. Nhược điểm là tổn thương khó tiến đường vào, tổn thương kéo dài, có nguy cơ gây thủng mạch vành, cứ đi này có thể lóc tách cái thủng, không chỉ thủng một lớp áo, thủng ba lớp áo, có nguy cơ tắc mạch đoạn xa. Trái ngược với trong lòng mạch tái thông dưới nội mạc, sẽ sử dụng khi mà không thể tái thông trong lòng mạch được, dùng cái dây dẫn là đi lách dưới cái lớp nội mạc, lách đi qua cái tổn thương và sau đó lại quay lại lòng thật. Đấy, nó các bạn nhìn đầu tiên đó là cái tổn bốn bước nhá. Bước nhất là nhìn cái tổn thương nó rất là dày này không đi qua, bước hai là lách đi dưới nội mạc, bước thứ ba là quay từ cái lớp dưới nội mạc phải quay vào lòng thật, bước tư là nong bóng lên đập dẹp lên, bước thứ năm là đặt stent thông ra, và cái hình là như vậy, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn cứ khi nào các bạn thấy can thiệp đoạn đùi nông mà có cái hình ảnh mà một cái oan thành hình cái lúc này thì chúng ta biết là đây là can thiệp dưới nội mạch. Ưu điểm đó là tạo đường vòng nó có tổn thương, tiết kiệm thời gian, ít gây tắc mạch đoạn xa. Nhược điểm đó là đôi khi khó khăn không quay lại được lòng thật, đúng không? Mất các nhánh bên, bóc tách động mạch một cách tràn lan. Đấy, đấy là những nhược điểm, ưu điểm. Đây tái thông lòng mạch trong lòng mạch, đây các bạn thấy không? Tổn thương rất là gọn, đúng là rất là ngắn là mình đùi nông thôi. Để tổn start A thì tái thông trong lòng mạch, nong bóng lên và đặt stent và tái thông rất là ngoạn mục. Đấy, đây một cái trường hợp tổn tắc hoàn toàn từ lỗ vào và đến cái hình đoạn xa nó mới thông ra, đúng không? Và đây là tái thông trong lòng mạch, nó thông ra rất là tốt rồi. Đi quá sâu vào những cái này các bạn thấy hiện tại ở viện ra làm khá thường quy khoảng 5-10 ca can thiệp động mạch ngoại biên một tuần. Tổn thương động mạch tầng dưới gối, khi nói tổn thương động mạch tầng dưới gối thì các bạn biết là nó rất khác là mạch đùi nông. Đùi nông đó là nó chỉ có một cái động mạch duy nhất, còn tầng dưới gối có mấy nhánh ạ? Có ba nhánh đúng không? Động mạch chảy trước, động mạch chảy sau, động mạch khoeo, và quyết định là cái động mạch nào nó gây ra cái tổn thương thực sự cho người bệnh thì nó cũng giống như quyết định là cái nhánh động mạch nào là nhánh động mạch tổn thương thủ phạm trong bệnh mạch vành. Bệnh vành nó có thể dựa vào điện tâm đồ nó để định khu tổn thương, quyết định là đây là tổn thương do động mạch vách lên đất trước, động mạch mũ hay động mạch vành phải. Thì với tổn thương động mạch tầng dưới gối nó ra khái niệm gọi là khái niệm angiosome. Angiosome là thế nào? Thì nếu mà có lết ngón tay 90% là tổn thương tắc động mạch chảy trước, nếu có lết ngón út đó là tắc động mạch mác và động mạch chảy sau, nếu có lết nhiều ngón chân là nghĩ là tổn thương nhiều mạch, và đặc biệt nếu có lết gót chân thì tổn thương nhiều mạch và tổn thương rất là nặng. Đây là một cái khái niệm rất là, tất nhiên nó chỉ rất là tương đối mơ hồ thôi, để cho các bạn định hướng là các bạn sẽ can thiệp cái mạch máu nào khi mà các bạn chụp lên trước khi bạn đánh giá tổn thương. Một cái nghiên cứu của tác giả người Nhật cho thấy là tổn thương động mạch tầng dưới gối đơn độc chỉ có 40% là mà thôi, còn lại các trường khác là kèm theo là vừa tổn thương tầng đùi khoeo, vừa tổn thương tầng chậu kèm theo nữa, phối hợp nhiều tầng mạch máu khác. Và chiến lược tái tế máu thì riêng với cái tầng dưới gối thì do tỷ lệ mạch nó rất là bé, kích cỡ chỉ tầm khoảng 2.0 cho đến 3.0, 3.5 mm thôi, cho nên nó chỉ bằng mạch vành thôi, mà dài mạch vành rất là nhiều nên cái nguy cơ tái hẹp nó rất là cao. Và vì vậy tái tế máu thì ưu tiên nhất đó là làm cầu nối tĩnh mạch hiền, và can thiệp động mạch nên được cân nhắc chỉ ở mức độ 2A thôi. Đây là một số trường hợp, số bệnh nhân mà thấy là loét chân rất là nhiều, chụp lên là tắc mạng tính động mạch chảy trước, tắc mạng tính động mạch chảy sau, được can thiệp nóng bóng và kết quả khá là tốt, cái vùng tiểu máu này hiện ra tốt, AV cũng được cải thiện, và chăm sóc vết loét thì nó cũng đã liền chân khá là tốt rồi. Không đi quá sâu vào những cái này tại thực tế chưa có rất là nhiều. Với đề cập đến một cái nữa mà bây giờ người ta đang tranh luận rất nhiều, đó là bóng của thuốc cho can thiệp. Thì thật ra là với tầng chủ chậu thì ít người nghe dùng đến cái bóng của thuốc, nhưng tầng đùi nông và tầng dưới gối thì dùng bóng của thuốc rất là nhiều. Đây cái nghiên cứu so sánh bóng của thuốc là cái màu xanh so với cả cái màu vàng là bóng thường, thì chúng ta thấy là gì, cái tỷ lệ mà tái hẹp của bóng thường nó cao hơn bóng thuốc rất là nhiều, đúng không ạ?
Tuy nhiên là gần đây người ta rất là sợ, tại vì năm ngoái, tháng 2 năm ngoái là có một cái tờ báo là cho thấy là gì? Tất cả các dụng cụ thủ phủ paclitaxel để tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên, theo dõi trong 5 năm, đúng không? Thì tuy nhiên là sau khi cái nghiên cứu đấy thì rất là nhiều cái nghiên cứu khác lại đưa ra. Ví dụ như lên cái nghiên cứu Đức so sánh là đánh giá là gần 65.000 bệnh nhân, có 200.000 bệnh nhân dùng dụng cụ phủ thuốc. Đấy, thì theo dõi trong 92 tháng thì thấy là không làm tăng tỷ lệ tử vong. Đấy, thì tóm lại là rất là ngược nhau. Đầu tiên ra một cái nghiên cứu là sợ quá, mọi người sợ quá là thật được không dùng những cái dụng cụ của paclitaxel nữa. Nhưng mà các tác giả khác là không, nhưng tôi là vẫn dùng, thực tế tôi vẫn dùng đây này. Và nó lại không làm tăng tỷ lệ tử vong. Đây là cái nghiên cứu đăng trên tờ báo cáo ở Hội nghị Tim mạch Can thiệp Hoa Kỳ TCT năm 2019. Kết luận của nó là gì? Đánh giá theo dõi 16.560 bệnh nhân, đấy, số lượng khủng khiếp, đúng không? Thì cho thấy là gì? Bóng dụng cụ phủ paclitaxel không làm tăng tỷ lệ tử vong, đấy, nó chỉ tăng theo đoạn đầu, còn đoạn sau nó không có gì khác cả. Và kết luận là thấy là tỷ lệ biến cố và tỷ lệ sống còn của hai nhóm dùng dụng cụ phủ paclitaxel và không dùng dụng cụ phủ paclitaxel nó không có gì khác nhau cả. Đấy, và cái kết luận này nó không bị ảnh hưởng bởi cái loại dụng cụ sử dụng, bởi mức độ trầm trọng của tổn thương bệnh động mạch ngoại biên, bởi vị trí tổn thương ở cái hoặc là những cái nguy cơ của người bệnh, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Phần cuối cùng của căn thể mạch máu ngoại biên thì tôi cũng nói thêm một phần nữa để các bạn nắm được, đó là viện mình được cũng làm khá nhiều rồi, đã can thiệp nội mạch điều trị hẹp thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ. Và tại sao lại có cái chỉ định này? Bởi vì khi mà bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ, các bạn biết là bao giờ phải cần một cái đường vào mạch máu. Đường vào mạch máu này không thể chọc vào động mạch được, cứ chọc vào động mạch làm sao mà ép cho cầm máu được, mà chọc vào tĩnh mạch. Và nếu mà chọc vào cái tĩnh mạch thông thường thì ngoại biên này nó sẽ không đủ lưu lượng để mà chạy thận nhân tạo, đúng không? Và người ta phải dùng tĩnh mạch trung tâm như là tĩnh mạch cảnh hay tĩnh mạch bẹ. Nhưng cứ chọc tĩnh mạch trung tâm nó lại cũng rất là bất tiện cho người bệnh, và vì thế người ta ưu tiên dùng tĩnh mạch ngoại biên, nhưng phải biến cái tĩnh mạch ngoại biên đấy nó tăng lưu lượng lên. Và vì thế người ta mới nghĩ ra cái cách là gì? Cái ông đầu tiên đó là ông nhỉ? Hai ông Simino và ông Vesia là ông nối cái động mạch quay với tĩnh mạch quay, nên gọi là cái người đầu tiên người ta gọi cầu nối CB, tức là Simino Vesia đấy, là cầu nối từ cái thông động tĩnh mạch AVS từ động mạch quay nối với tĩnh mạch quay để mà lưu lượng thế để tăng kích cỡ cái tĩnh mạch lên. Và cho biết rằng cái đường vào mạch máu là sống còn với nhân thận nhân tạo chu kỳ, phải chạy thận 3 lần một tuần. Nếu không có đường vào mạch máu thì coi như là sẽ không thể chạy thận được. Tuy nhiên tỷ lệ biến cố rất cao, tỷ lệ huyết khối lên đến 17-25%, cứ 4 ca mổ để có một ca bị huyết khối. Tỷ lệ tái hẹp lên đến 14-42%. Tỷ lệ suy tim, tại sao suy tim? Bởi vì tăng cái lưu lượng máu tĩnh mạch về, đúng không? Là 12-17%. Những cái biến chứng thần kinh ngoại biên do ảnh hưởng thần kinh là khoảng 10%. Hội chứng ăn cắp máu, đúng không? Tại sao ăn cắp máu? Ví dụ các bạn có bệnh nhân bị lupus, có hội chứng Raynaud, và các bạn làm một cái AVS từ động mạch quay tĩnh mạch quay thì máu từ động mạch nó ngược hết về tĩnh mạch, thì là tưới máu đạo xa rất là kém, thì còn đã xuất hiện hội chứng ăn cắp máu thì cũng là từ 2-8%. Những cái giả phình 5-6%, nhiễm khoảng 2-3%, thì tỷ lệ biến cố không hề là thấp. Và tỷ lưu thông của thông động tĩnh mạch theo thời gian thì các nghiên cứu nhìn hơi bé, đúng không ạ? Các bạn thấy tỷ lệ lưu thông trong một năm khoảng 71%, 2 năm khoảng 57%, tỷ lệ lưu thông nó rất là thấp thôi. Giải phẫu đường vào của cái mạch máu cho bệnh nhân tạo chu kỳ thì bây giờ cũng có là cái mạch máu đến, dòng máu nuôi gọi là inflow là dòng vào, cái miệng nối là cái anastomosis, và cái dòng ra là outflow là tĩnh mạch, và đến cung tĩnh mạch đầu và tĩnh mạch trung tâm. Và vị trí hẹp, tỷ lệ hẹp động mạch thì rất là thấp, tại mạch máu động mạch thì nó khó hẹp lắm, động mạch quay là 6% thôi. Miệng nối là hay gặp nhất là 55%, thân nó là 29%, và tĩnh mạch đi khoảng 10%. Đây là các vị trí hẹp tắc, như bạn thấy là hẹp động mạch cấp máu là dòng vào là cái động mạch quay, hẹp vị trí cận miệng nối justa anastomosis, và tĩnh mạch dẫn lưu dòng ra, đấy những cái vị trí các bạn phải biết và bác sĩ siêu âm bắt buộc phải trả lời được. Nguyên nhân gây hẹp tắc đường vào mạch máu thì có thể do tăng sinh lớp nội mạc, tăng sinh lớp tế bào cơ trơn, áp lực từ dòng rối, tổn thương thành mạch trực tiếp, tại vì cứ mỗi tuần các bạn lại chọc ra chọc vào đến chục lần như thế thì nó sẽ nhiễm khuẩn, nó sẽ bị viêm và nó sẽ bị tái hẹp thôi, đúng không? Các biện pháp điều trị hẹp đường vào mạch máu, đây là trong tạp chí của Hiệp hội Phẫu thuật Mạch máu của châu Âu năm 2018, thì bạn sẽ thấy là cái khuyến cáo số 60 này, đó là gì? Nong bóng được coi là một cái biện pháp lựa chọn hàng đầu với cả hẹp động mạch, đó là khuyến cáo mức độ 1C, đúng không ạ? Còn nếu mà có hẹp ở miệng nối, đúng không ạ, thì có thể phẫu thuật lại, còn
Nếu mà hẹp outflow thì hẹp tĩnh mạch thì nong bóng thì thường có 62 tập balloon angioplasty cũng là mức độ 1C là hàng đầu, đúng không? Đây là những cái khuyến cáo là như vậy. Như thế chưa thấy là tất cả các tác giả quốc tế đều đồng thuận rằng với cả những cái mức độ, nếu hẹp được vào mạch máu, dù là hẹp ở đường động mạch đến hay tĩnh mạch đi, thì cái biện pháp tái thông qua đường nội mạch cũng là lựa chọn hàng đầu. Và đây là một số trường hợp chúng ta làm, viện mình bắt đầu triển khai từ khoảng 2 năm nay rồi, thì con số là khoảng tầm 1 đến 2 ca một tháng, thì cũng xem này báo cáo các bạn là thấy là nó cũng can thiệp định. Như những trường hợp này là gì, hình ảnh là gì, đây là chọc được một quay, thấy là gì, hoàn toàn cái tĩnh mạch dẫn lưu như thế này, đúng không, nong bóng ra và tái thông tĩnh mạch dẫn lưu rất là tốt. Đây là một trường hợp mà hẹp khít tĩnh mạch dưới đòn, các bạn nhìn thấy đây không chỉ là hẹp rất là khít tĩnh mạch mà còn rất nhiều hệ thống tuần hoàn bằng hệ nó tua tủa dẫn lưu từ tĩnh mạch nền về tĩnh mạch dưới đòn như thế này. Và khi mà tái thông ra rồi thì chỉ chụp một cái là máu lại ồ hết về tĩnh mạch trung tâm và chúng ta thấy hoàn toàn không có hình ảnh những cái tuần hoàn bằng hệ nữa, đúng không? Một cái trường hợp này cũng vậy, đó là tắc tĩnh mạch trung tâm hoàn toàn và chụp lên mà nong bóng và sau đó đặt stent thì đã tái thông tĩnh trung tâm khá là hiệu quả rồi. Cái nhược điểm lớn nhất của can thiệp nội mạch đó là khi cái tỷ lệ tái hẹp nó rất là cao. Đây là so sánh hai nhóm, nhóm dùng bóng thường là màu đỏ và nhóm dùng bóng phụ thuốc là màu xanh, thì tỷ lệ theo dõi trong 240 ngày thì mới được có khoảng tầm 8 tháng thôi. Thế tỷ lệ tái hẹp của bóng thường đến 50%, thì chúng ta làm cho hai ông thì đã một ông tái hẹp mất rồi. Bóng phụ thuốc thì tốt hơn tí nhưng 35% thì cũng không phải tốt lắm. Thì chúng ta làm 3 ca đã có một ca bị tái hẹp. Đấy, đây là cái kết quả thì nó thấy đây là cái hạn chế của can thiệp nội mạch.